quỵ là bệnh lý gây tử vong hàng thứ 3 sau tim mạch và ung thư, nhưng đứng đầu trong những nguyên nhân gây ra tàn phế. Đột quỵ xảy ra nhanh và bất ngờ, để lại hậu quả thương tâm như tử vong, hoặc 90% người sống sót đều mang lại di chứng nặng nề về thần kinh và vận động. Rất nhiều người chủ quan cho rằng đột quỵ không ghé thăm, mặc dù trên thực tế có 20% dân số có nguy cơ mắc bệnh lý thuộc nhóm trung niên và người cao tuổi từ 45 tuổi trở lên, đối tượng dễ mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Đáng lưu ý, đột quỵ ở người trẻ và trung niên ngày càng gia tăng mạnh mẽ và tỷ lệ tử vong do đột quỵ có xu hướng tăng cao một cách báo động. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, sau đây hãy cùng báo Sức khỏe và Đời sống lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia. Chúng ta đều biết là thế này, có những yếu tố nguy cơ tim mạch nói chung và những yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ nói riêng. Thì trong tất cả các yếu tố nguy cơ đó, chúng ta hiểu là có những cái yếu tố nguy cơ ta không thay đổi được. Ví dụ, người mà càng cao tuổi, càng lớn tuổi thì tất nhiên là các tổn thương của các mạch máu của chúng ta nó dễ bị tổn thương hơn là những người trẻ. Những cái đối tượng mà ông bà, bố mẹ, anh chị em đã từng bị đột quỵ rồi thì đấy là những đối tượng dễ bị tai biến mạch não hơn là những người mà trong gia đình là chưa có các cái vấn đề mà đột quỵ như thế. Hoặc là có những cái chủng tộc, đúng không ạ? Có những chủng tộc mà ta dễ bị gọi là tai biến mạch não hơn là những chủng tộc khác. Chúng ta thấy là ví dụ những cái dân tộc, những cái người da đen ấy, thì tỷ lệ tăng huyết áp thường là bị cao hơn những cái người da trắng, vân vân. Thì có những yếu tố nó không thể thay đổi được. Thế nhưng tôi xin nhấn mạnh là có rất rất nhiều các yếu tố nguy cơ mà nếu chúng ta chú ý đến, chúng ta hoàn toàn có thể dự phòng và thay đổi, giảm thiểu đi các yếu tố nguy cơ đó. Đứng hàng đầu trong các cái yếu tố nguy cơ về tim mạch thì chúng tôi phải nhấn mạnh đó là vấn đề tăng huyết áp. Vì sao? Vì tăng huyết áp là cái bệnh lý tim mạch phổ biến nhất trong cộng đồng. Theo điều tra của Viện Tim Mạch chúng tôi thì tỷ lệ tăng huyết áp ở những người từ 25 tuổi trở lên là 25,1%. Có nghĩa là gì? Nghĩa là cứ 4 người lớn thì có 1 người bị tăng huyết áp. Chúng ta tưởng tượng ra cứ 4 người có 1 người tăng huyết áp. Như thế thì trong cả nước chúng ta, đúng không ạ, sẽ phải có đến vài chục triệu người bị tăng huyết áp. Và khi bị tăng huyết áp thì đấy là một yếu tố nguy cơ rất lớn, rất phổ biến để gây nên các cái đột quỵ não hay là tai biến mạch não. Thế thì vậy thế nào là tăng huyết áp? Chúng ta cần nhớ thêm, tức là khi huyết áp tối đa lớn hơn hoặc bằng 140 mmHg và hoặc huyết áp tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 90 mmHg thì lúc đó chúng ta gọi là tăng huyết áp. Như thế tức là có thể cả số tối đa và số tối thiểu đều cao, hoặc là một trong hai cái con số đó cao, thì lúc đó chúng ta hiểu đấy là các đối tượng tăng huyết áp. Và chúng ta khi có tăng huyết áp thì chúng ta rất cần phải gặp thầy thuốc để người ta chỉ cho chúng ta cách điều chỉnh cái lối sống thế nào cho hợp lý, và nhất là người ta hướng dẫn chúng ta các cái thuốc để mà điều trị thế nào cho nó hợp lý nhất. Vấn đề thứ hai, yếu tố nguy cơ thứ hai chúng tôi phải đặc biệt lưu ý, đó là vấn đề hút thuốc lá, hút thuốc lào. Hút thuốc lào không những là gây ra ung thư phổi và các loại ung thư khác, mà nó còn gây xơ vữa của các cái mạch máu, trong đó có các mạch máu của não cũng như là các mạch máu của mạch vành. Thì đây là một yếu tố nguy cơ rất là phổ biến, rất là cụ thể, nhưng mà nhiều người trong chúng ta thì vẫn còn coi thường. Và hiện nay chúng tôi nhấn mạnh là để dự phòng cái yếu tố tim mạch thì ngừng hút thuốc lá, ngừng hút thuốc lào, và thậm chí là tránh đi cả các cái hút thuốc thụ động nữa, là các biện pháp chúng ta phòng tránh các yếu tố nguy cơ về tim mạch rất là tốt. Một vấn đề nữa kèm theo với tăng huyết áp, chúng ta cũng thấy là tỷ lệ đái tháo đường, đúng không ạ? Đái tháo đường cũng đã và đang có khuynh hướng tăng lên ở trong cộng đồng của chúng ta. Vì sao đái tháo đường? Chúng ta nhớ là đái tháo đường lại là một cái bệnh lý dễ gây ra tình trạng xơ vữa của các cái mạch máu, và khi xơ vữa các mạch máu đó thì các cái mảng vữa đó nó có thể vỡ nứt ra, hoặc là nó trôi đi ở trong cái trường hợp đó, hoặc là nó kéo theo tiểu cầu đến cái trường hợp đó, nó làm lấp mạch chúng ta. Và vì vậy là các cái hiện tượng tai biến mạch não nói riêng và tắc các mạch nói chung thì nó xảy ra nhiều hơn.